phải, nhưng mà nó có thấp là phải bằng lại. Đó, cái này là vừa xả đây mà có thấp là phải bằng lại. Xin chào quý bà con, hôm nay mời bà con xem chức năng nghiền của máy xay sát gạo đa năng Takeo TK200. Máy nghiền cám là một thiết bị được sử dụng để nghiền và xay nhỏ các nguyên liệu như ngô, khoai, sắn, đổ đậu, cám gạo, bã hèn, bã đậu nành, bã lúa mì và các loại thức ăn khác. Máy nghiền cám được sử dụng để sản xuất ra dạng cám, để trộn vào thức ăn chăn nuôi để cải thiện giá trị dinh dưỡng. Máy nghiền Takeo TK200 có thiết kế chắc chắn và dễ dàng sử dụng, được trang bị động cơ mạnh mẽ và hệ thống dao nghiền được làm bằng thép không gỉ để đảm bảo độ bền và hiệu suất cao. Ngoài ra, máy nghiền Takeo TK200 còn có hệ thống bảo vệ an toàn, giúp ngăn ngừa tai nạn và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Hai cái khác nhau liền. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.